Thế thì hôm nay anh mình có thể biết thêm một cái, chẳng hạn như là tức là anh mới không muốn abstract này thì làm thế nào? Anh có một cái cú pháp là type and definition, định nghĩa một kiểu nào bằng kiểu nào. Integer số lượng, integer chẳng hạn. Đây là định nghĩa kiểu bên trái và kiểu bên phải. Anh không được thứ tự là để test thử anh em này. Before the bung struck đã đâu ông đóng của mặt thì giờ x mà không chấm phẩy integer y bằng 0. Nó là 13. Cái tao lại có vấn đề gì ở đây? Cái vấn đề ở đây. Ok, còn ví dụ như đây. Đây cũng là định nghĩa kiểu bên trái hoặc kiểu bên phải. Không thể anh gửi lại, anh không biết thế này có được không. Đúng không? Nó bắt buộc phải biết cái kiểu số liệu bên trước ở bên trái. Thế thì type definition là gì? Có nghĩa là định nghĩa cái kiểu dữ liệu bên phải này tương đương với kiểu dữ liệu bên trái. Đặt tên cho cái kiểu dữ liệu ở giữa này bằng cái bên phải. Đặt tên cho cái kiểu dữ liệu ở giữa và cái bên phải. Thế thì anh đặt tên là một kiểu dữ liệu số nguyên, nó tương đương với kiểu dữ liệu integer. Và ở đây anh khai báo là integer n hay là khác là số nguyên n, thì nó vẫn hiểu đây là một integer thôi. Tại vì nó hiểu đây là một kiểu dữ liệu mới và kiểu dữ liệu này sẽ tương đương với kiểu dữ liệu ở giữa này. Anh em mình hiểu cú pháp cùng thay test không? Hiểu không? Và vì thế nên anh em mình hoàn toàn có thể viết thành một thằng struct như này luôn. Nó ta đã không hiểu tại sao mà này nó áo cái đéo định nghĩa từ x và lỗi đấy à. Thế có một cách nào đấy mà hồi trước anh vẫn gắn được mà bây giờ nó không gắn được là sao nhỉ? Là luôn thôi, quay lại vấn đề. Thế thôi, bây giờ anh không gắn được trực tiếp giá trị ở đây, không giá trị, không gắn được giá trị mặt tính ở đây thì anh em mình khai báo thôi. Thì nếu mà anh em mình có một cái struct như thế này và anh em mình không muốn là thằng này mỗi lần gọi là struct tạo độ nữa, mà anh muốn là mỗi lần gọi anh chỉ gọi mỗi chữ tạo độ thôi, thì lúc đấy anh sẽ định nghĩa một struct như này là một kiểu dữ liệu tạo độ. Anh em hiểu không? Thằng này bây giờ nó có 3 phần. Đầu tiên thầy def, phần thứ hai kiểu dữ liệu ở giữa, kiểu thứ ba đặt, phần thứ ba là đặt tên cho kiểu dữ liệu. Đây có nghĩa là đặt tên cho một struct mà có hai thuộc tính integer ở giữa x và y, gọi là tạo độ. Và vì thế khi mà anh em mình khai báo thì mình không phải gọi struct tạo độ nữa, mà mình có tạo độ thôi rồi mình sẽ hiểu. Đâu mà tao không biết, tao thì tao hơi nhầm một tí nên em không cả. Thì đấy, mọi người nhìn thấy rồi đấy. Thế ở đây, thay vì chúng ta viết integer như vậy, giờ chúng ta sẽ ghi nguyên vào một khối struct để biểu thị là ở giữa này là một kiểu dữ liệu dạng struct có hai thuộc tính integer tương ứng x và y, và chúng ta sẽ định nghĩa cả cái struct này là một kiểu dữ liệu tạo độ. Đến đây mọi người hiểu không? Ủa? Thế thì anh em mình sẽ phải tưởng minh cái này để mọi người thấy về sau ấy. Mọi người sẽ thấy là lúc thì ta biết cái kia, lúc thì người ta sẽ viết là struct chẳng hạn là đồ chí thì nó sẽ có là
một thằng tọa độ tâm vào đấy và thằng integer bán kính vào đấy là thực tế, và chúng ta biết ngay. Thế thì mình sẽ thấy là cái cú pháp nó gần gần giống nhau. Cú pháp thằng ở trên cũng là một cái struct nào đó và đặt một cái tên đằng sau, ở dưới cũng là struct nào đó và hai đấy. Nhưng mà cái này và cái này là khác nhau nhé. Vì ở trên, cái này có nghĩa là định nghĩa cái struct ở trên có kiểu dữ liệu tạo động. Còn ở dưới là chúng ta có một cái struct như này và chúng ta khai báo hai biến DT1, DT2 dựa trên struct trên. Đấy, cái này để cho mọi người đỡ nhầm. Để về sau mọi người sẽ đọc code, sẽ có một số code nó. Tại vì chúng ta phải liệt kê type definition ở đầu tiên, chúng ta phải liệt kê struct ở đầu tiên. Nên là anh em rất hay, rất dễ nhầm. Trông thì có vẻ giống nhau, nhưng mà chức năng của nó là khác nhau. Nhầm là về sau không biết được cái nào là biến, cái nào là kiểu dữ liệu đâu. Mà sau nhìn thế này cứ tưởng tọa độ cũng là một biến rồi. Sau còn viết mã chữ tọa độ .x, .y ấy, không hiểu tại sao không chạy được. Thì anh em mình nhìn để anh em mình biết. À, ở đây anh em mình có thể thay struct tọa độ luôn được, tùy anh em. Thì viết như thế thì nó vẫn hiểu được nguyên cái khối này là một tọa độ mà thôi. Rồi, hôm trước anh có cho mọi người làm một cái bài để cương ấy, thì hôm nay anh sẽ chữa tạm cái tiền thân đấy, chữa tạm bỏ bài thôi. Có thể mở cái trang này ra mà anh em mình check code cũng được. Anh cho phép anh em mình đọc code mà. Nhưng mà cho phép là một chuyện, về sau mọi người làm mọi người phải tự viết. Anh em mình nhớ cái giai đoạn mà anh cho mọi người làm bài về thi giữa kỳ đấy. Mọi người thấy là mọi người chỉ cần làm để nó hơi khác một tí thôi là não mọi người sẽ không bị skip đâu. Thế thì cái bài hôm trước này, viết một chương trình để quản lý các sinh viên. Chưa nói đến cái thành kết nhá. Cấu trúc sinh viên cũng có họ tên, tuổi từ trung bình. Nên là anh sẽ viết luôn ở đây. Type F struct một sinh viên nào đó sẽ có những họ tên. Chả họ tên là 10 ký tự. Họ integer tuổi và giá trị trung bình. Yeah. Tiếp đấy chúng ta chương trình sẽ tự tổ chức cái chương trình con tạo danh sách sinh viên, thì danh sách là nguồn hình trẻ thân sinh viên, xóm sinh viên, sở sinh viên, vân vân. Thế thì đầu tiên thì anh sẽ cần một cái hàm để nhập sinh viên. Hàm này sẽ giả về từ ngữ sinh viên, mình là sinh viên nhập thông tin sinh viên. Một cách là anh em mình in ra họ tên, họ tên tên một lần như trong thực tế. Stem F à, F flash CD. Và anh em mình có thể dùng FS tùy anh em, hoặc là các string của cái tạo một sinh viên đấy. SV chấm họ tên. Thứ hai anh em mình có thể là một tuổi thì cũng là scan F của phần trăm D và SV chấm của và anh em mình có nhập điểm thì anh em mình cũng là scan F của phần trăm F và SV chấm điểm trung bình. Thực hiện xong thì mình đặt SV ra ngoài. Anh mình sẽ có cái hàm để hiển thị sinh viên. Tại vì sinh viên này chúng ta sẽ không hiển thị theo một sinh viên một mà anh em mình hiển thị theo dạng bảng. Nên là anh sẽ làm một hàm để hiển thị theo dòng luôn. Dòng đi. Và chúng ta sẽ in ra lần lượt là PLS phần trăm 10S phần trăm 10S phần trăm 10D phần trăm 10.2F phần trăm cuộc lần lượt là SV chấm họ tên
SV chấm tuổi và SV chấm điểm. Cái này thì hôm trước chúng ta nói rồi. Đó, anh em mình có hiển thị danh sách sinh viên thì anh em mình sẽ cần một bảng các sinh viên, sinh viên sao, danh sách, số lượng phân tử. Đó. Và anh em mình sẽ in thứ nhất là cái tiêu đề, đấy là đầu tiên là số thứ tự 5s, thứ hai là họ tên 20s, điểm 10s, kia điểm gì đó, tuổi với điểm trung bình 10s, 10s, số dòng của lần lượt thì là số thứ tự này, họ tên này, tuổi này và điểm trung bình này. Rồi anh em mình sẽ duyệt từng phần tử trong danh sách, có nghĩa là for integer y bằng 0, y nhỏ lên n, y tổng cộng. Rồi anh em mình hiển thị thứ nhất là số thứ tự, anh thì anh sẽ thích dùng số thứ tự riêng bằng 1 ở đây. Rồi anh em mình in ra phần trăm 5D số thứ tự cộng với phần trăm 20S của họ tên, cộng với phần trăm 10D của tuổi, cộng phần trăm 10.2F của điểm trung bình. Thì đúng rồi, mọi người có thể sử dụng thông qua thằng hiển thị thông tin sinh viên theo dòng. Thế là này, nó sẽ sử dụng tự cộng thì chúng ta hiển thị thông tin sinh viên theo dòng của danh sách thứ y. Đây là hiển thị một danh sách sinh viên. Anh em mình cũng có thể làm thêm một hàng nhập danh sách sinh viên cũng được. Thì nó sẽ có hai kiểu. Kiểu thứ nhất là dập nhập một số N mà chúng ta sẽ nhập n sinh viên. Kiểu thứ hai là chúng ta sẽ làm một vòng lặp này, là cứ nhập xong một sinh viên thì chúng ta sẽ hỏi xem là bạn có muốn nhập tiếp hay không, bấm y để nhập tiếp, bấm n để dừng lại. Thì anh sẽ làm luôn cả hai hàng để anh em cùng hình dung. Hàng đầu tiên đấy là nhập danh sách, danh sách đó xác định số lượng, số lượng xác định đi. Có nghĩa chúng ta đã có số lượng phần tử n rồi. Thì lúc đấy danh sách này chúng ta sẽ làm gì? Thứ nhất là anh em mình sẽ phải sẽ tạo luôn trong này đi. Mình sẽ làm danh sách rồi return nó ra ngoài đi. Hôm nay chúng ta sẽ có một danh sách sinh viên sao đấy, DS bằng sinh viên sao của đây là cấp phát malloc nhân với n nhân với size của sinh viên. Và nếu mà mọi người thấy biết cái này chưa thông minh thì mọi người có thể làm cho một cái cấp phát này. Đây là chúng ta đã xin một mảng có n phần tử. Một tí nữa thì chúng ta bình tâm nó sẽ là chúng ta DS trước đã. Thế sau khi xin xong thì anh em mình sẽ viết từng phần tử một. Có thì chúng ta y bằng không y nhỏ hơn n cộng là xin ra nhập thông tin sinh viên thứ phần trăm d xin xong của y cộng một. Rồi anh em mình nhập thông tin sinh viên lưu vào DS thì y. Ra đây có người hiểu không? Ok. Rồi, anh em còn lại vẫn ok thì có nhỉ? Tiếp tục này. Nhập danh sách về số lượng xác định và nhập danh sách của số lượng chưa xác định. Chưa xác định. Yeah. Với danh sách này thì em cũng phải truyền vào số lượng để tí nữa sau khi cấp phát xong thì mình sẽ phải lưu trữ cái giá trị số lượng đấy. Nhưng mà tại vì chúng ta đã return cái danh sách rồi nên khi chúng ta không thể return tiếp n ra ngoài được,
Nên chúng ta sẽ sử dụng con trỏ, trỏ với n hàng bên. Thì lúc đấy sau khi thực hiện xong cái hàm này thì nó cũng thay đổi luôn, thì là chữ n hàng bên, cái số lượng hàm bên đấy. Thì danh sách này chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ in ra ngoài là copy này, nhập thông tin sinh viên thứ bao nhiêu đó. Rồi chúng ta sẽ có một cái số điện thoại bắt đầu bằng 1. Và chúng ta sẽ lặp đi lặp lại cái thao tác này thôi. Nhập thông tin sinh viên thì bao nhiêu đó. Rồi anh em mình làm gì? Anh em mình thứ nhất là phải cấp phát dữ liệu cho cái thằng cấp phát danh sách sinh viên này. Được chưa? Thế thì mọi người sẽ thấy ở đây ấy, là nếu mà cái thằng sinh viên này mà chưa bao giờ được cấp phát nha, thì chúng ta mới cấp phát như này. Còn nếu mà nó đã từng cấp phát rồi thì lúc đấy chúng ta sẽ phải reallocate đi. Hay là cách khác là nếu sinh viên này chưa bao giờ cấp phát thì là nếu mà để cấp phát tiếp nhé. Đây mình cứ ở đây đi. Nếu mà là sinh viên là chưa bao giờ cấp phát, tạo luôn một thằng mới cho dễ. Mình sách này, cấp phát mình sách sinh viên tạm thời thì có một phần tử. Nhập thông tin sinh viên rồi anh em mình sẽ gá cái ts thứ số thứ tự đúng không. Ban đầu thì sẽ số tự nó sẽ phải bằng 0. Không đi. Rồi sẽ số tự cộng 1 đi. Đó. Thì bây giờ danh sách có một phần tử mà, danh sách một phần tử thì bắt đầu bằng 0. Hỏi là sẽ bằng nhập thông tin sinh viên. Nhập xong thì chúng ta sẽ tăng cái số thứ tự lên một đơn vị. Và anh em mình nhớ là khi anh em mình nhập xong và anh em mình muốn nhập tiếp thì lúc nào chúng ta cũng sẽ phải sẽ phải cấp phát lại. Sẽ mặc số tự ban đầu bằng 0. Như vậy thì chúng ta phải cấp phát danh sách sinh viên có 1 phần tử. Số tự cộng 1. Hay nói cái khác là mình có thể hoàn toàn viết cái này bằng n luôn, sao n bằng 0 luôn. Và thì đấy chính là sau. Sau khi chúng ta nhập xong một thông tin sinh viên thì tăng số thứ tự lên một đơn vị. Nhưng bây giờ thì số thứ tự bây giờ sẽ bằng 1. 1 cộng 1 sẽ bằng 2. Mình viết này nhiều tí hơn. Cấp phát với các sinh viên có một phần tử. Nhập thông tin sinh viên thì 1. Đây là danh sách thứ 0 sẽ bằng nhập thông tin sinh viên. Rồi xong tăng số thứ tự của một đơn vị và quay lại đây. Chúng ta lại cấp phát danh sách sinh viên với 2 phần tử. Nhập thông tin sinh viên thứ 2 và danh sách thứ 1 thực hiện thông tin sinh viên. Ok. Nhập xong thì anh em mình sẽ in ra một cái là Mike có muốn trực tiếp hay không. Mike có muốn trực tiếp hay không. Rồi em sẽ in đây. Bọn này sẽ kiểm tra xem là được thằng mới liên tiếp hay không. Bấm Y để tiếp tục. Thì anh em mình sẽ làm một cái lựa chọn đúng không? Tra. Đó. Chọn và lấy chat. Thì anh em mình có thể cần xóa một yếu tố tiếp tục. Và nếu cái giá trị chọn này mà khác y hoặc chọn này mà khác y lớn và đồng thời khác hai cái vừa khác y vừa khác y lớn, nghĩa là nó phải là y hoặc là nó phải là y lớn thì mới đi tiếp, còn nếu không thì chúng ta sẽ break ra ngoài.
từ tên mọi người có hiểu cái vò nữa. Thế thì ở đây có một vấn đề mà anh bảo ấy, đấy là với danh sách đầu tiên chưa có phần từ thì mình cứ phát thì cũng được, nhưng mà nếu mà danh sách mình đã có rồi thì lúc chúng ta phải kéo dài danh sách ra chứ chúng ta không viết này được. Nếu mà danh sách của chúng ta có một phần từ, có nghĩa là nếu mà danh sách nó là luôn thì chúng ta mới cứ phát như này, còn nếu không thì danh sách có rồi thì lúc chúng ta sẽ phải reallocate sẽ bằng chính xác reallocate danh sách với số dự ct. Thực hiện xong ở đây sau khi break ra ngoài thì chúng ta sẽ return cái giá trị số dự, return thì giá trị ở danh sách và gá cái số dự phân tử và số phân tử hiện tại. Phần này có vẻ hơi khó nhỉ, anh em mình ngay đến đây anh em mình có hiểu không? Thằng này đơn giản, chúng ta cứ lặp đi lặp lại cái thao tác, và thứ nhất là cứ phát lại cái danh sách mới nếu mà có phần tử mới. Nếu mà chưa có phần tử nào thì chúng ta sẽ cứ phát bằng malloc, nhưng mà nếu mà chúng ta muốn, nếu chúng ta đã có sẵn danh sách rồi, chẳng hạn là có 3 phần tử rồi mới nhập thêm phần tử thứ tư thì chúng ta sẽ phải sử dụng reallocate. Anh em mình có thể thử làm thử cá cho nó dễ. Sinh viên VN, sinh viên sao DS bằng là nhập danh sách chưa xác định số lượng và n này, và anh em mình sẽ hiển thị danh sách sinh viên DS. Thì sai, code không thể sai thì lại có một thứ là lá, một tuổi, một táo, một tiệc này ý để tiếp tục, thông tin sinh viên thứ hai là vào lờ, một tuổi, 18, 19 cũng ý để tiếp tục là lờ, 18, 22 không, nên như vậy là ta sẽ có 3 thằng có tên đầu tiên mấy thứ là lá, 18, 1 Vân Long 19, 15, 12. Hiểu không anh em? Thế là chúng ta đã biết cách tạo một danh sách đúng không? Chúng ta là anh em mình đã tạo và nhập và hiển thị danh sách này. Rồi chúng ta bắt đầu làm các chức năng của RAM này. Ta có tạo, ta có hiển thị, ta chèn thêm một sinh viên. Chèn thêm một sinh viên thì mình sẽ phải chèn thêm đằng sau một sinh viên nào đấy. Thường thường thì người ta sẽ có một cái mã số sinh viên để anh em mình chèn. Nhưng mà bây giờ mà người ta chỉ nói là chèn thêm một sinh viên thôi thì anh em mình cứ chèn vào cuối cho anh. Thế thì anh em mình sẽ làm cho anh một cái hàm, người ta chèn thêm một sinh viên. Đó, sinh viên sao? Sao? Chèn sinh viên ở cuối. Mình phải in sao ra. Tại vì số lượng phần tử bây giờ chúng ta đã thay đổi. Thế thì để chèn một sinh viên vào cuối thì đầu tiên thì chúng ta vẫn phải kiểm tra xem là danh sách này liệu đã có chưa. Đó. Nếu danh sách bằng null thì danh sách bằng cấp phát danh sách sinh viên. Còn nếu mà danh sách khác null thì danh sách sẽ bằng cấp phát sinh viên của giá trị cũ với giá trị sang cộng
tăng thêm một phần thưởng mà. Cấp phát xong thì anh em mình sẽ nhập thông tin sinh viên. Nhập thông tin thì chúng ta sẽ làm y hệt như này thôi. Nhập thông tin sinh viên chuẩn chè. Thì cái này chúng ta sẽ xóa đi. Ok, anh em mình sẽ in ở hàng bên nhập thông tin sinh viên cần chè. Mà nhập thông tin sinh viên này. Đấy, bây giờ nó sẽ xong rồi. Danh sách chưa có gì. Nếu mà danh sách có rồi thì có thể là sang giờ sẽ tăng lên một đơn vị chẳng hạn. Tăng số lượng lên một đơn vị và cấp phát lại. Và ở đây anh em mình sẽ chỉ sang ra trường danh sách số lượng phần tử chuyển đến một đơn vị mà có 5 phần tử thì số lượng cuối cùng là phần tử tư. Thực hiện xong rồi thì anh em mình return thôi, anh em mình không phải chọn này nữa, mình return thẳng vào luôn thôi. Anh em mình return danh sách ra ngoài. À, quên mất, cái này là có sẵn một danh sách thôi, thì anh em mình cũng dùng làm voi, không phải lấy tên nữa. Voi là tên sinh viên, sao SV. Voi à? Quên. Cái này thì lý do ở đây nhé. Cái này anh sẽ phải nói với bọn em, tại vì nếu không nói về sau bọn em biết thì em cũng sẽ sai. Mọi người không biết gì bắt ở đâu. Nên tại sao mà anh đã truyền con trò ở đây rồi mà tại sao anh vẫn phải return thêm một lần nữa? Mọi người đã biết là mạng khi truyền vào rồi thì chúng ta thay đổi cái gì, nó sẽ đổi bản thân cái giá trị ở trong mạng, đúng không? Mà thường thường anh em mình sẽ không phải return cái mạng đấy. Tuy nhiên ở đây này, khi anh em chè thêm một sinh viên vào cuối và sử dụng cấp phát động ấy, thì lúc đấy khi mà chúng ta thực hiện thằng realloc ở đây thì realloc nó sẽ có chức năng là nó sẽ thay đổi cái vị trí mạng của anh em mình từ một vị trí cũ sang một vị trí mới và co hoặc giãn cái số lượng phần tử cấp phát. Chẳng hạn ban đầu của chúng ta có 3 phần tử, nhận thấy là 3 tòa nhà gần nhau là không đủ, mình cần 5 tòa nhà cơ, mình gọi hàm realloc. Máy tính nó sẽ lấy 5 tòa nhà chỗ khác rồi đưa cái tòa nhà cũ của anh mình sang đấy. Thì hiện thấy là có 15 tòa nhà chỗ khác, nó sẽ đưa 3 tòa nhà của mình sang đấy và nó sẽ cho thêm mình sử dụng thêm 2 tòa nhà nữa, sử dụng mình thêm 2 đứa nữa. Thế thì mọi người sẽ thấy là cái địa chỉ của phần thử đầu tiên là thay đổi, hay nói cách khác là địa chỉ của mạng đã thay đổi. Nếu mà chúng ta chỉ thay đổi cái này thì mọi người cũng biết là cái con trỏ SV này này nó là con trỏ của chỉ hàm chèn sinh viên vào cuối thôi, không phải con trỏ quản lý mạng trong hàm main. Nên nếu em có thay đổi cái con trỏ này, trỏ đi sang xuống dưới này đi trong nữa thì lần sau em lại co giãn lên lần nữa, em lại tạo ra một mạch nó 7-8 phần tử gì đấy ở đây và em lại trỏ tiếp SV xuống dưới trong nữa, thì cái con trỏ này nó cũng chỉ là con trỏ của cái hàm chèn sinh viên vào cuối thôi. Và vì thế nên khi chạy hết cái hàm này nó sẽ không còn tác dụng nữa. Đây là chúng ta cũng sẽ phải return cái địa chỉ con trỏ mới ra ngoài. Anh biết là sẽ khá khá anh em không phải nghe lần một không hiểu đâu, nhưng mà anh em mình sẽ phải về nhà anh em mình nghe lại. Đấy, mọi người quay lại đây nhá. Đầu tiên nếu danh sách còn null có nghĩa là sinh viên chưa có gì, phần đầu không thì lúc đấy chúng ta làm gì? Chúng ta cập nhật danh sách sau này một, cái này anh em mình nên thêm một cái hoặc là sau này một không. Có thể từ cái người dùng mà khi mà người ta khai báo mạng ấy, người ta người đầu tiên người ta khai báo cái mạng này, người ta chưa từng mấy người ta chưa gắn luôn một luôn thì cái mạng này có thể đang chọn lung tung lấy rồi, nhưng mà vì người ta vẫn chưa nhập nên là nó có thể là không chạy vào đây mà chạy xuống dưới, chạy xuống dưới nó sẽ bị sai.
Thế thì anh em mình có thể làm thế này, nếu sẽ còn nôn hoặc là chưa có phần tử thì lúc ấy chúng ta sẽ gán một giá trị phần tử vào Sander, Sander vòng 1 và chúng ta sẽ cấp phát lại với các sinh viên này dựa theo Sander luôn được. Bước này cho nó dễ hiểu. Còn nếu không thì chúng ta sẽ phải tăng giá trị lên một đơn vị để chúng ta chèn mà. Rồi anh em mình chèn vào cuối thì vào. Thế thì nếu mà chúng ta làm cái nhập danh sách chưa xác định số lượng, anh em mình hoàn toàn có thể thay toàn bộ cái đoạn này bằng cái đoạn ở trên này, bằng cái hàm chèn sinh viên vào cuối này. Mà thôi cái đấy anh sẽ để ở mọi người về nhà mọi người làm sao. Mình sẽ demo ở dưới trước, nhập danh sách chưa xác định số lượng, anh em mình sẽ chèn thêm sinh viên vào cuối. Anh em lại hiển thị danh sách như thế. Ờ. Phân sách luôn. Không. Đây là danh sách. Tôi cũng thử SSB. Chạy thử chương trình. Nhập mọi tên sinh viên. Tôi họ tên là 15 18 tiện là 2 thôi. Ồ, trên chúng ta bị sai rồi. Nguyễn Văn A tuổi 19 điểm 7.6 và Nguyễn Long tuổi 18 điểm 7.2. Anh mình lại xem lại này. Có nghĩa là thông tin ban đầu thì vẫn đúng, nhưng mà khi chúng ta thêm là chèn Nguyễn Long 18 với 2 thì nó bằng một cách nào đấy nó chèn cái giá trị cũ. Mình phải xem lại ở trên cái giá trị cũ nó bị làm sao. Cấp phát là nếu danh sách bằng null là n khác không thì mình cấp phát, còn nếu không thì mình tăng n lên một đơn vị. Với danh sách thì sẽ bằng sinh viên sao của Vialoc của danh sách cũ và sao giờ là giá trị mới đâu. Đây là ban đầu thằng này bằng 1 này, còn đây lên 1.1 là bằng 2 này, đây là Vialoc lại với 2.4 này đúng không này, và 2.1 thì danh sách thứ 1 bằng nhập thông tin sinh viên thì danh sách mẹ nhỉ. Xong nên mình đi tơ hình danh sách chờ sinh một cuối hình hiện danh sách sinh viên nhập danh sách sinh viên chưa xác định số lượng mình sẽ bằng luôn hoặc tất cả anh em mình đã chèn một cái gì đấy nó lấn vào cái giá trị ở trên nên là nó bị lỗi lần trước mình bảo cái lỗi tràn chuỗi đi về chuỗi mà anh em chưa biết là anh em mình bị sai ở vị trí nào. Ngoài này ở đây chẳng sinh viên vào cuối ở đây sắp ẩn luôn học hai giờ và không một trăm lần một đơn vị tân binh
không bị. Cái độ này cái này một xíu thì người này lâu này mình ra ngoài này 1 tuổi 18 17 18 đó nó vẫn bị đi đè lên sau chữ V đúng không? 2 4 6 7 2 4 6 8 8 ký tự đây nhé, 8 ký tự thì nó bị ghi đè. Lệ khi chúng ta nhập xong thông tin sinh viên nhau bao nhiêu. Sai ở ký tự thứ 5 của đi ở 2, 4, 6, 7, 8, 8, 8, 8 đi. Trước và hiện tại từ này sau, có nghĩa sau khi anh em mình nhập là nó đã đi ghi đề đến rồi. Ngay khi anh em mình nhập ngay đầu tiên anh em đã ghi đề đến rồi. Những cái một stress sinh viên là 40 cấm thì phải in nó giảm 1%. X mình in ngay thì mình sẽ không xác định được. Đây này 88 mà cộng 28 nhá, 8 cộng 8 là 16 mà 0 nhớ 1 này, 8 cộng 2 là A nhớ 1 là B đúng không? Kích thước thằng này đúng không? Thế tại sao nó bị gì đấy? Tại sao khi mà anh em mình nhập thông tin sinh viên, nhập họ tên, cái string của sv.họ tên với họ tên là 30 lần từ và anh em mình nhập theo dạng chưa xác định số lượng thì anh em mình cấp phát, chúng ta sẽ cùng luôn thì cấp phát anh cấp phát thì đúng không? Đó là SCT là một đơn vị, một cái sai ở sinh viên nói không thì ta realloc với giá trị số thứ tự đã tăng lên một tấm vị ở dưới. Thêm một lần nữa nhé. Đây. Đây. Đây.
Thế có nghĩa là tao toàn thứ nhất bị sai, thế là anh em mình có thể sai. Khả năng là do cái chỗ này của anh, đặt SCT ở dưới. Chạy lại thôi. Không phải, vẫn phải là nó vẫn sai ở đây. Kích thước, ô nhớ được đúng rồi. Nó chỉ bị mỗi thằng này sai thôi, đằng sau nó không sai. Mình sẽ thử thằng này. Nó chỉ mỗi phần thử đầu tiên sai thôi, như vậy nó chỉ sai ở đúng cái đoạn phần thử đầu tiên. Đó là cấp phát thì đúng rồi, mình nhập thông tin xong mình tăng lên một đơn vị C cộng cộng. Dạ ghê ta. Nghĩa là khi mà nó chạy vào thằng này này thì thằng này nó realock thế nào đấy, nó lại đè lên cái giá trị cũ mà chúng ta có. Và rõ ràng thế là không được. Nên chúng ta sẽ có đầu tiên là kiểu gì cũng có đối tượng bằng một. Danh sách sinh viên chưa có gì cả. Và với sách sinh viên chưa có gì cả, mình sẽ còn luôn. Nên chúng ta sẽ cấp phát với một phần tử. Với các giá trị sau khi mà chúng ta đã có một số lượng phần tử khác rồi thì chúng ta sẽ reallock lại với giá trị danh sách cũ và thêm số lượng tử tăng một đơn vị ở vị trí này. Đây, kiểu gì thì kiểu thì mình cũng tăng số tử một đơn vị. Và khi anh em mình đã cấp phát rồi thì mình sẽ nhập thông tin sinh viên thứ một thì danh sách thứ không và nhập thông tin sinh viên rồi tăng số tử lên một đơn vị là thứ hai. Với giá trị bằng 2 dialog này với 2 phần tử người là chúng ta sẽ thứ hai danh sách của ST chúng ta 2 chúng ta 1 được bởi thông tin danh sách thứ 1 và ta sử dụng tự người không biết gọi thông báo sát ra nhỉ. Nếu mình đã xác định số lượng rồi sao? Số lượng xác định với giá trị n trả bằng 5 đi. Bằng 2 đi. Để xem là thằng này có đúng không? Thằng này cũng đúng. Như vậy nó chỉ sai ở mỗi cái thằng nhập danh sách số lượng chưa xác định thôi. Thế thì nó cũng chỉ loanh quanh ở cái vị trí này thôi. Thông tin sinh viên SV mình tên là chị SV ra ngoài và ở đây danh sách thứ STT chính là cái sinh viên thì bao nhiêu đấy sẽ có thông tin sinh viên mình có tên là tuổi hình được trung bình đúng rồi. Ô anh ấy sai cho em xem một cái hàm này là anh bị sai chỗ nào căng thẳng thế. Ngồi thì bắt mẹ nửa tiếng tách ra từ lỗi này đến lúc vào phòng thi lại khóc. Nó chỉ có mỗi cái chỗ này này đó, là nó có khả năng bị làm sao đây thôi. Mình có thể là hiển thị thông tin sinh viên của thằng danh sách thứ SCT-2 đi.
Xong rồi sau khi nhập xong, nhớ lại SCP nhớ một nhá, và thứ hai sẽ đi thì chúng ta mới hiển thị cái này. Nhập xong thì chúng ta đã hiển thị lại một lần nữa để xem là cái giá trị này nó bị thay đổi không, thông qua thằng này hay không. Đang quyết định mình đây. Để anh xem quá trình anh nhập có làm thay đổi đấy, làm thay đổi một cái giá trị cũ hay không. Okay, mình phải đổi lại cái hàng ở dưới, thăng nhập với số lượng chưa xác định, để xác định số lượng bạn đây. Nhập xong một phát là sai luôn. Nhập xong một phát là sai luôn. Anh cho em hỏi đấy ạ. Ừ. Sao cái đoạn nhập sau lại là founder lại bằng tôi cứ tự chỉ một ạ? Chỗ này đi. Ở đây, đây, không, dưới thôi. Tôi mới đi. Tôi nữa, cho một. Đây đi. Đấy, vâng. Tại vì chúng ta cộng cái số tự đến một đơn vị. Ở đây. Ở đây nhá, ví dụ như là em đang có một mảng có 5 phần tử đúng không? Nhá, giả sử em đang có mảng 5 phần tử nghĩa là số thứ tự có 5. Thì phần tử cuối cùng sẽ là số thứ tự trừ 1 chứ. Đúng chưa? 4 đúng không? Xong rồi ta tăng lên thành 6. Và chúng ta break ra ngoài. Nhưng mà rõ ràng là chúng ta tăng lên là sai rồi. Tôi quay lại đây đã. Nhập thông tin sinh viên ở đây chúng ta cũng sai này. Tại vì nhập xong. Anh em nhìn thấy anh em mình nhập xong là nó đã bị sai sẵn rồi, tức là sai ngay từ đoạn nhập rồi. Đó, thì ở đây anh em mình sẽ phải in cái phần thông tin sinh viên thôi. Hiển thị thông tin sinh viên này sẽ in bản thân thằng này ở ngay đây. Để anh xem là anh nhập vào đúng không chưa. Hiển thị thông tin sinh viên của SV. Nhập ở đây thì đúng. Nhưng mà khi anh em mình gán ở vị trí dưới này thì sai. Là không gán ở vị trí cuối cùng mình bị sai. Thông tin thì đúng. Không gán thì sai. Thế thì anh em mình cấp cấp phát hẳn lên một đơn vị lên cộng 1 đi. Xem là con trai hay không. Sai. Ô. Thì lớp của tôi nó bị làm sao đây? À. Ôi ơi. Anh em phải nhắc anh, cái này phải nhân với cả sai rồi. Xin lỗi. Nhỉ ba, anh em ơi. Nhân là sai rồi. Xin lỗi. Đấy, thế thì mọi người cũng sẽ thấy là đến anh cũng sai, sai là chuyện bình thường thôi. Cái chuyện anh sai cũng là chuyện bình thường thôi. Mọi người nhìn thấy đấy. Đây, cái này nó phải nhân với cái kích thước, là cái mới. Đấy. Mình cứ làm từ đấy giờ mình lấy một cái số thứ tự thôi. Mà phải xé vã nhỡ vào cái đấy đấy ý là ok rồi nhá, chứng tỏ đúng rồi nhá, đó là chúng ta cứ phát sai thôi. Anh em mình không phải anh em mình, anh cứ phát đúng hoặc thôi đây nhỉ. Ờ, nhập trong danh sách trở như vào cuối đúng không, không ý cái này sao đây. Rồi, đấy là câu chuyện của lúc nãy. Là anh em mình, bây giờ anh em mình đã biết được là chèn thêm một sinh viên vào cuối như thế nào. Rồi bây giờ anh em mình sẽ xóa một sinh viên. Xóa một sinh viên.
Thường thường sáu sinh viên thì chúng ta sẽ phải nhập tên, chúng ta sẽ tìm một sinh viên theo tên đấy và anh em mình xóa sinh viên theo tên đấy. Thế thì chúng ta sẽ làm một cái hàm đầu tiên, đấy là tìm vị trí theo tên, tìm trong danh sách này cái tên này nó ở vị trí nào. Thì thấy chưa, tìm vị trí theo tên mà chúng ta sẽ chuyển tải trong cái danh sách sinh viên sang DS sang số lượng n phần tư, và anh em mình có một cái tên ở đây, tên nhật ký. Anh em mình đơn giản chỉ duyệt từng phần tử trong danh sách và đến cái phần tử nào có giá trị bằng cái nguyên tử thì anh mình return cái chỉ số phần tử đấy ra, có nghĩa là for i bằng không i nhỏ n cộng. Nếu có một cái phần tử nào đó, nếu mà ds từ i chấm họ tên mà string compare với giá trị tên phần tử mà bằng không, có nghĩa là họ tên của phần tử đó trùng với giá trị tên phần tử thì anh em mình sẽ return luôn giá trị là chỉ số mà. Còn nếu không thì mình return trừ một đấy, return trừ một thì mình sẽ tự hiểu không tìm giá trị đấy. Rồi thì ở dưới anh em mình sẽ làm thêm một hàm nữa là hàm để xóa một sinh viên, đúng không? Void xóa sinh viên. Ok, thì anh em mình cũng như này thôi. Đầu tiên thì anh em mình xác định phần tử cần xóa. Xóa sinh viên theo chỉ số trước đi. Vị trí đi. Để xóa một sinh viên theo chỉ số thì đơn giản là chúng ta sẽ dịch toàn bộ cái mảng lên trước một đơn vị ở vị trí từ cái vị trí chỉ số trở đi. Chẳng hạn như bảng hiện giờ chúng ta đang có là 56910 chẳng hạn, anh cần xóa số 6 thì đơn giản là từ cái vị trí chỉ số này trở đi thì anh em mình sẽ dịch được lại một đơn vị, có nghĩa là ở đây từ đoạn này chúng ta sẽ dịch sang 9 không và phần đầu tiên là và chúng ta sẽ co cái mảng này lại đơn vị. Đấy. Hay là cái khác cả ở đây, nếu mà chúng ta đã có chỉ số ở đây thì for y bằng chỉ số y nhỏ hơn là chỉ một cộng và danh sách thứ y và danh sách thứ y cộng một. Thực hiện xong thì chúng ta co cái mảng đến một đơn vị và chúng ta sẽ return một chữ n một n mới đây. Một cách là chúng ta sẽ reallocate bạn danh sách, à quên, reallocate bạn của mình luôn, chúng ta phải giả cái này ra ngoài. Rồi sẽ đi ra ngoài. Không quá. Danh sách mới thì sẽ bằng reallocate sao của reallocate của danh sách mới cả là số lượng phân tử mới sẽ là sao n trừ một nhân với size of sinh viên. Co cái bảng đấy lại giảm vô bên ở đây đi cho nó dễ. Chúng ta duy tâm chính sách thôi. Nếu chỉ số mà nhỏ không hoặc chỉ số lớn hơn bằng n thì chúng ta dừng lại luôn. Còn nếu không thì chúng ta sẽ dịch mảng, chúng ta hiện tại dịch mảng để chèn chèn lại cái chỉ số cũ. Thứ hai là chúng ta giảm cái số lượng phân tử từ một đơn vị và cấp phát lại, cấp phải tại xong thì ta return để danh sách người ra ngoài. Thế anh em mình ở đây hiển thị danh sách sinh viên, anh em mình phải in thêm đấy, nhập tên cần xóa và anh em mình sẽ làm một cái tên ở đây. Cha tên tên này rồi chúng ta sẽ xóa
tiên chúng ta sẽ tìm chỉ số của nó nhé. Tìm chỉ số ra tên của ds là n phẩy hỏi tên. Chúng ta sẽ xóa chỉ sinh viên. Giờ chị chỉ số này. Rồi nhân mình sẽ hiển thị lại danh sách sinh viên. Anh sẽ bỏ cái trẻ sinh viên đi. Tại vì là con như là chúng ta đã có rồi. Rồi mình cái đéo đây. Nếu mà chỉ số nếu mà bằng xong. Ở đây nhập vào tên. Rồi nhập ra. Một T, hai ba, một C ba bốn, no, anh phá là một B. Thế thì anh em mình đã nhìn thấy là cái mặt, bây giờ chỉ gọi N và A với N và C thôi, không bằng N và B nữa. Anh mình có thể chụp một cái mặt, một phần tử thôi. Và anh mình chỉ sáu một thằng ở đấy, không có, thì cái mặt cũng không đúng được. Ok, đấy là 60 phần tử. 60 sinh viên nhé. Nó sửa một sinh viên, sửa một sinh viên là cái dễ nhất thôi. Sửa một sinh viên thực chất nó là nhập lại thôi. Sửa một sinh viên thì mình sẽ phải nhập đầu tiên là sinh viên cần sửa. Rồi, sửa sinh viên. Ok. Thì đầu tiên thì anh em mình sẽ tìm chỉ số tương ứng. Tìm theo chỉ số. Tìm chỉ số cho tên của danh sách N. Tên thật sự. Tìm xong rồi, nếu mà thằng chỉ số này là nhỏ hơn không, không hiểu không? Thì chúng ta cần tìm sửa nữa. Còn nếu không thì chúng ta mới sửa. Sửa thì bằng cách là chúng ta lấy danh sách thứ chỉ số này để nhập thông tin sinh viên lại lần nữa thôi. Nhập lại thông tin cho sinh viên chấm s của anh em mình có thể ở đây thay vì xóa sinh viên thì anh em mình sẽ nhập tên cần sửa, nhập họ tên và anh em mình sẽ gọi hàm sửa sinh viên cần tên của dsn và họ tên lại là sửa là giá tuổi tiếp viết là một tê no là một a là một lá một tụ chín một mươi à, thì nếu mình nhìn thấy là thằng này nó đã thay đổi hoàn toàn từ nửa a đã mua xong một tờ rồi rồi 90 ai thấy tiếp tục qua là các chức năng của bài này là thế. Đến đây mọi người có hình dung được không? Anh biết là chắc chắn là sẽ hầu hết anh em và sẽ mông lung mơ hồ với đoạn này chắc không hiểu đâu. Nhưng mà thôi anh em mình sẽ phải cố gắng xem lại video nhé. Video có thể hơi dài một chút vì tao mắc một cái lỗi gì mất nửa tiếng đồng hồ anh không sửa. Rồi, thì bây giờ anh em mình sẽ làm một cái hàm menu hiển thị tất cả đống này. Thực hiện như này. Đó thì hàm menu này, dẫn đầu. Anh em mình đầu tiên nhé, anh em mình sẽ có cho anh một thằng sinh viên sang danh sách là luôn và giá trị n10. Có một danh sách cũng có một giá trị n10. Anh em mình tạo cho anh một cái hàm voi in mỗi menu thôi. In menu hàm này thì chỉ có trách nhiệm là in mỗi menu kia ra thôi. Menu này xuống vòng này, một là tạo danh sách này. Đúng không? Hai là chuẩn bị danh sách đây. Ba là chèn tên người sinh viên. Bốn là xóa người sinh viên. Năm là sửa sinh viên. Sáu là kết thúc đây.
mình sẽ thêm một cái rau, đó là nhiều quả. Đó là cái email. Thế mục tiêu của anh em mình sẽ là một cái hoa thao tác là email chọn, cho mà cho người dùng chọn để tất cả anh em mình được chọn đó. Rồi anh em mình sẽ dựa trên cái lựa chọn này mà anh em mình sẽ thực hiện các chức năng tương ứng. Chọn với các giá trị như là case 1 thì làm gì? Bạn sẽ viết mẫu luôn cho anh em ở đây. Case 1 này, case 2 này, case 3 này, case 4 này, case 5 này, case 6 này, phòng. Ở đây case 1, case 2, case 3, case 4, case 5, case 6. Case 1 để ra tạo danh sách sinh viên. Để tạo danh sách sinh viên, thứ nhất là anh em mình sẽ kiểm tra nếu mà thằng này các gì thì anh em bị free đã. Danh sách mà đã có rồi thì anh em mình sẽ phải tạo mới. Free xong thì anh em mình sẽ làm cái là nhập danh sách. Nhập danh sách với số lượng chưa xác định những người tham gia và n ở đây và anh em sẽ giá phần danh sách. Vui lòng nhập danh sách như vậy. Nhập thông tin, thông tin cho các sinh viên được không? Được xong, anh mình sang cây sai là hiển thị đúng không? Hiển thị anh em chỉ in cái menu thôi để mọi người được biết là đây là cái menu rồi à, hiển thị cho sinh viên rồi. Thì mọi người có thể in thêm một cái dòng ở trên cùng này cho sinh viên. Thì ai cũng sẽ hiểu về cho sinh viên rồi. Hiểu với anh em mình chỉ cần hiển thị cho sinh viên. Yes. Case 3 là chèn thêm một sinh viên, anh em mình có thể in thêm một cái dòng. Bạn đã chọn là xem thêm sinh viên đó, và anh nhập thông tin sinh viên để xem và anh mình gọi ra cái hàm che sinh viên vào cuối để gắn vào này. Case 4 là xóa một sinh viên, bạn đã chọn xóa một sinh viên. Đúng không? Để xóa một sinh viên thì chúng ta phải nhập họ tên sinh viên cần xóa. Nhập họ tên sinh viên cần xóa. Và cha sao? Và tên đi. Tên cần xóa đi. Và string của tên cần xóa. Và tên là những cái flash và SVU đảm bảo an toàn. Yeah. Thì đầu tiên là mình sẽ tìm chỉ số, bằng tìm chỉ số theo tên sách n với tên cần xóa. Cái này đôi khi người ta sẽ bắt em phải ép kiểu ở đây nhé. Là anh em mình tùy chính cái dịch sẽ mất tìm hay không, bắt ép kiểu đấy không. Nếu mà là ba lỗ thì anh em ép kiểu ra. Rồi tìm chỉ số xong thì anh em mình sẽ xóa sinh viên theo chỉ số đấy, chính sách và nữa đây là chỉ số đấy, được gắn lại với sách cập nhật. Case 5 là bạn đã chọn sửa sinh viên, nhập họ tên sinh viên cần sửa. Và anh em mình lại làm cái như thế này, chỉ thay mỗi cái tên cần xóa và tên cần sửa thôi. Thực hiện xong anh em mình sẽ sửa lại đấy. Sinh viên theo tên nhân sách n với tên cần sửa. Cái 6 kết thúc thì anh em mình in ra. Bye bye. Chúng ta không return nữa, mà break nữa chúng ta return. Default có nghĩa là các trường hợp còn lại thì chúng ta chỉ nhập từ 0 nữa, từ 1 tới 6 thôi. Thì người ta in
Đi đâu? Chị nhỉ? Từ 1 tháng 6. Đúng không? Chẳng phát hiểu vậy. Ok. Sau khi chọn xong, gửi xong ra thì anh em mình sẽ làm cái lúc đi. Và chúng ta sẽ thực hiện xóa lại menu. Đây. System. Xóa menu, in menu mới, in là một cái tên chọn. Và đây là mình sẽ in ra bạn đã chọn. Bây giờ mình được lấy cho sinh viên. Đúng không? À, vui ra, nhập thông tin. Ở dưới này khi mà anh em mình bài thì anh em mình cũng ra. Phía xong nên chọn luôn. Một cách chưa có thằng này trong Corneo sau input output chạy từ chương trình. Tạo một danh sách sinh viên. Một đây. Bạn đã chọn nhập danh sách sinh viên này, nhưng mà nhập thông tin sinh viên này, thông tin sinh viên thứ nhất này, học tên, tuổi, nhập đá, điểm, chí. Không nhập nữa, một lúc bất kỳ để về menu. Hiển thị danh sách sinh viên. Danh sách sinh viên, ok, bấm tiếp. Che, đi xa đi. Che thêm một sinh viên, nhập thông tin sinh viên muốn che. Nhập tuổi là 18, nhập tuổi 11. Đấy, anh em mình hiển thị lại, anh em mình tìm thẳng mấy thứ rồi. Anh sẽ xóa một sinh viên, thì anh em sẽ xóa thằng Vân A đi. Và chúng ta hiển thị lại, mất thằng Vân A rồi. Anh em mình sửa một sinh viên đi. Tập sở của Nguyễn Tú gọi lại thành Nguyễn Long. Một tuổi 18 là nhận điểm 1. Hiển thị lại là Nguyễn Long. Sáu là sinh viên mà chúng ta hiển thị danh sách thì đúng là không có tăng theo đâu, là nó như thế. Rồi anh em mình thử phím ngoài, như vậy là nó sẽ báo mỗi năm chỉ nhập từ 1 đến 6 và quay lại menu phím 6 kết thúc. Thế thì sửa lại nốt thôi. Anh em mình sẽ làm một cái ở đây. In menu thì không phải là chèn được, chèn thêm một sinh viên. Và thứ hai là sau khi chọn xong thì anh muốn xóa màn hình đi một nữa thì anh không phải nhìn cái menu nữa. Ok, đấy là sơ lược về một cái bài như này. Bài này là cái bài ôn thi thì nó dài thôi, đề cương dài thôi, còn bài thi thật thì nó chỉ có 3 chức năng thôi, tạo, hiển thị với một trong ba cái này thôi. Kết thúc thì nó sẽ ngắn hơn và anh em mình sẽ có nhiều thời gian hơn. Với ngoài ra thì bài thi thật thì chúng ta sẽ dùng với sách liên kết, thì với sách liên kết thì nó sẽ hơi dài, nó nhiều hơn một chút nữa. Đấy, thế thì tổng quan là thế. Anh em mình có câu hỏi gì không? Anh ở cái phần dưới à? Thì anh giảng ở cái phần dưới kìa. Cái phần chaos. À, em chưa biết switch chaos. Vâng. Ừ, thế thì thôi, đi về học cũng được. Ở đây có nghĩa là nếu mà if chọn còn bằng 1 thì biết thế này. Thế là if chọn bằng 2. Khổ quá, anh quên mất là anh chưa đợi từ máy. Tại vì anh nghĩ những cái đấy thì tụi mình chẳng cần học. Nhưng mà anh cái 5 này, 6 này. Và đây là else này. Đóng đi. Format lại. Thì nó tương đương với này. Nếu mà giá trị chọn chúng ta bằng 1, chúng ta thực hiện chức năng 1. Chọn bằng 2, thực hiện chức năng 2. Chọn bằng 3, thực hiện chức năng 3. Chọn 4, thực hiện chức năng 4.
quên thì đi. Nó cũng thế thôi mà, tương đương mà. Thế này, xưởng sinh viên này, xưởng là người với A ấy, thì người có C này. Hiển thị này. Đấy, thế người A thì mình có C rồi. Xóa người B đi. Đấy, đây là hiển thị. Xóa kết thúc. Ơ, còn gì nữa không? Anh tải code lên đi ạ. Ừ, anh tải phần code này đi. Để anh xem anh em mình có đoạn nào cho mình cần thắc mắc hay không thôi. Đi. Chắc là mọi người sẽ phải xem lại rồi mọi người thắc mắc sau. Anh không nghĩ là hôm nay mọi người tiêu hóa được đâu. Đây cho em mọi cái hàm VLOG em thấy nó vẫn thay đổi, nó vẫn là địa chỉ cũ chưa em? Không, không phải đâu. Nếu mà địa chỉ cũ của em ấy mà nó đủ số lượng thì nó vẫn ở nguyên vị trí đấy. Nếu địa chỉ cũ của em mà có đủ số lượng thì nó vẫn ở nguyên vị trí đấy. Nhưng mà nếu địa chỉ cũ của em mà không đủ số lượng, chẳng hạn như là ô nhớ ra như này đúng không, mà ban đầu địa chỉ cũ của em ở đây, đến đây là nó sẽ tìm được một hàng đấy, đến cái ô này chẳng hạn ở đây là nó bị sử dụng mất. Thì khi mà em tăng lên một vị trí mới thì chắc chắn là nó sẽ phải xin cấp phát ở vị trí khác. Thì thường thường ở trường hợp này xảy ra khi mà em khai báo vào ngày trước, xong rồi em lại cấp phát động một thằng nói ở đấy, xong rồi em lại reload vào ngày thì nó mới bị thay đổi vị trí. Em hiểu không? Hơn nếu... Bộ chạy thế bất kỳ là vị trí cũ ấy ạ. Không phải lúc nào nó cũng, không phải lúc nào nó cũng ở vị trí cũ. Nếu mà cái thằng liền kề nó mà bị sử dụng mất rồi thì nó không thể cấp phát lại vị trí đấy được. Nếu mà thằng này sử dụng mất rồi thì làm sao mà em kéo dài cái bảng này ra được. Em hiểu chứ? Em thử nó chỉ đúng một vài trường hợp thôi. Nó chỉ đúng một vài trường hợp khi mà như khi mà thằng liền kề này này không ai sử dụng này thì nó vẫn có thể sử dụng ở nguyên vị trí đấy, để nó đỡ phải tìm thêm một vị trí mới mà. Tuy nhiên nếu mà thằng liền kề đã bị sử dụng rồi, có một cái biến đức ở đấy của em cấp phát động sau đấy, nó đã sử dụng cái thằng liền kề rồi, thì khả năng là thằng kia nó sẽ phải thay đổi, nó sẽ phải tìm một vị trí khác. Nó không phải khả năng, là chắc chắn nó phải tìm một vị trí khác. Bây giờ bảo em sở hữu ba căn nhà liền kề nhau, căn nhà thứ tư là thuộc sở hữu của một thằng cha nào đấy. Bây giờ em bảo bây giờ tao muốn 5 căn nhà liền kề nhau thì làm sao mà em lấy cái nhà thứ tư của em được? Không, tụi em bắt buộc em phải chuyển 3 căn nhà của em ra chỗ khác. Em phải tìm một dãy 5 căn nhà liền kề nhau chưa ai sử dụng chưa. Vì căn thứ tư kia đã thuộc sở hữu một người khác rồi. Nên thì trong cái quá trình mà em làm ấy thì cái độ dài này này là mình chưa biết, mình chưa xác định. Nó có thể là sẽ có một cái ô nhớ nào đấy đã bị sử dụng rồi, hoặc là chưa, mình không biết được. Nếu mà chưa xác ô nhớ này chưa ai sử dụng nhá, thì em kéo dài thoải mái, thay có thể kéo dài lên trên này cũng được, mà kéo dài lên trên này cũng được, chả là gì cả. Vì rõ ràng là trong cái chỗ lúc mà em kéo dài này nó không vướng vào bất kỳ nhà nào khác mà. Tuy nhiên còn nếu có một ô nhớ nào đấy đã bị sử dụng rồi thì chắc chắn là cái địa chỉ này nó phải move vào chỗ khác. Rồi anh em mình còn ai có câu hỏi gì nữa không? Anh nói lại cái lệnh cái cha gì vậy? Cái cha chỉ là nhập một ký tự đó, tương đương với Skynet phần trăm C thôi. Anh làm cái cha ở đâu nhỉ? Cái đã nhập này đúng không? Ờ, thay vì dùng cái này thì anh em mình hoàn toàn tên Skynet phần trăm C đúng không? Get là lấy cha là character đấy, lấy một ký tự xong rồi gán vào cái giá trị chọn đấy, thì nó tương đương với dưới này anh. Cái gì
Có cái lệnh system gì ở dưới. System clear screen. Thôi anh đánh nó rồi mà. System clear screen là xóa màn hình. Cái này để xóa cái màn hình thôi. Em thấy khi em chạy, anh nhập xong một cái gì đấy là nó sẽ tự động xóa màn hình không? Xóa màn hình phải in luôn cái mới. Bình thường nó phải in xuống dưới đúng không? Bình thường nó phải in xuống dưới dưới đấy. Em đấy. Chẳng hạn là anh không có cái đấy nhá. Comment thằng này. Ví dụ em chạy mà em bấm một thì nó sẽ in cái ngay ở dưới. Nhưng mà nếu mà anh có cái lệnh này thì sẽ xóa toàn bộ màn hình đi để em in nó ở trên. Hiểu chứ? Bảo. Cái khác thế nào? Còn vấn đề gì nữa? Ủa, thế là anh em mình xong hết rồi nhá. Không có vấn đề gì thì đây sẽ up lại cái code này, sửa này đi. Rất tiếc là không sửa được các bạn. Nhiệm vụ từ bây giờ cho đến buổi tiếp theo của mọi người là mọi người phải đọc cái câu này. Từ buổi tiếp theo cũng theo chúng ta học về danh sách liên kết, phần đấy là phần cực kỳ khó. Phần đấy nó không dễ như cái này đâu. Cái này là phần dễ đấy. Phần này là phần dễ đấy. Buổi danh sách liên kết là anh khá chắc là nói lần đầu tiên mọi người sẽ không hiểu đâu. Anh em chỉ có xem cô lại thôi. Mọi người sẽ phải về nhà mình xem lại.